Chào các em, bây giờ cô sẽ chữa cho chúng ta phần ngữ âm ngữ pháp từ vựng của Unit 2, School Talks. Năm câu đầu tiên của chúng ta là 5 câu mà chúng ta sẽ phải tìm ra cái từ mà có phần gạch chân phát âm khác với cả những từ còn lại. Câu thứ nhất chúng ta nghe cô đọc này, phương án A chúng ta đọc là chance, tức là âm CH ở đây chúng ta sẽ đọc nó là âm ch, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có phương án B, chúng ta đọc từ này là teaching. Tức là CH ở đây sẽ đọc là âm ch. Ok, như vậy là phương án A và phương án B thì có CH đọc giống nhau. Thế còn phương án C chúng ta sẽ đọc là chemistry. Đó, thế thì trong cái phương án C này chúng ta có CH đọc là âm k. Đó, thì cái âm đó, nhớ chưa? Chữ cái thì là chữ CH, thế nhưng mà âm thì chúng ta nhớ là đọc là âm k. Đó, đọc là chemistry. Đó, như vậy là CH ở đây đọc là âm k. Đó, tiếp theo chúng ta có phương án D thì đọc là gì? Children. Đó, children. Như vậy là CH đọc là âm gì? Âm ch, đúng không nào? Như vậy câu này đáp án của chúng ta là phương án C. Có CH ở đây đọc là âm gì đây? Âm k. Thế còn những phương án còn lại thì CH đọc là âm ch. Đó, âm ch trong tiếng Anh sẽ ký hiệu là như này. Ch. Ok. Tiếp theo, câu thứ hai của chúng ta nào? Câu thứ hai là nằm ở chữ cái là chữ A, đúng không? Là chữ A. Thì bây giờ chúng ta xem là chữ A nó được đọc như thế nào trong các từ này. Phương án A chúng ta đọc là hard. Cụ thể hơn chính là gì? Chữ A sẽ đọc là âm gì? R, tức là âm A dài, đúng không nào? Đó, chữ A chúng ta sẽ đọc nó là âm A dài. Đó, chúng ta không đọc là HH mà đọc là hard. Ok, tiếp theo, phương án B đọc là start. Đó, cũng đọc là âm A dài. Phương án C thì sao? Chúng ta thấy là có party, bữa tiệc đúng không? Đọc là party. Đấy, không đọc là party mà phải là party. Ok, như vậy là chữ A cũng được đọc là âm A dài. Như vậy chúng ta thấy là có một cái nguyên tắc mà chúng ta có thể nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào để chúng ta đoán. Đó là chữ cái là chữ A và chữ arrow, đúng không? Nếu mình nhìn này, chữ A và chữ arrow đó thì thường được đọc thành âm A dài, được chưa? Đó, như vậy là phương án A đọc là gì? Heart. Phương án B là start. Phương án C là party. Và phương án D của chúng ta ở đây đọc là talk. À, như vậy là chữ A ở đây đọc là âm O, talk. Ok. Âm O dài, được chưa? Đây là âm O dài, đọc là talk. Âm O dài chúng ta đọc tròn miệng. Đó, talk. Ở đây có một cái nguyên tắc là gì? A và D với cả L. Đó. Chữ A và D với chữ L thì chúng ta đọc là âm O dài. Ok. Nhớ là những nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà chúng ta nó cũng đúng với cả rất nhiều các trường hợp, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào để chúng ta đoán. Ok. Đó, như vậy phương án A đọc là gì? Heart. B là start. C là party. Và D đọc là talk. Ok. Tiếp theo câu thứ ba ở đây là chữ O, đúng không? Phương án A đọc là gì? Son. Thì chữ O ở đây chúng ta sẽ đọc nó là âm như kiểu là âm Á ở trong tiếng Việt, và ký hiệu là như thế này. Ok, sun. Ok, mặt trời cũng đọc là như vậy. Sunshine. Mặt trời cũng đọc như vậy. Sun, hai từ này là đồng âm luôn. Từ mặt trời và từ người con trai, đúng không? Thì đọc đồng âm luôn là sun. Ok, tiếp theo chúng ta có phương án C là gì? Above. Và đây là chữ O cũng đọc là âm gì? Âm Á, đúng không? Thế còn phương án D đọc là gì? Woman. Đó, chữ O ở đây lại không đọc là âm Á nữa mà đọc là âm U. Đó, đọc là âm U. Woman. Ok. Đây là ký hiệu của âm U ngắn. Đó, woman. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là gì? Là D, đúng không nào? Đó. Câu thứ tư nào, chúng ta có từ polite. Polite có nghĩa là lịch sự. Thì cái từ này, chữ Y ngắn của chúng ta đọc là âm gì? Âm I. Polite. Đó, đọc là âm I. Tức là đọc thành nguyên âm đôi là âm I. Đây là nguyên âm đôi này.
đọc là I, polite. Tiếp theo phương án B chúng ta có từ literature, literature, đúng không? Từ này không đọc là literature mà chúng ta sẽ đọc là literature. Chú ý là chỉ đọc thành ba âm tiết thôi nhé, là literature, literature. Ok, thì chúng ta thấy là chữ Y đây đọc thành âm I, 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 chính là âm I ngắn của chúng ta, literature. Tiếp theo chúng ta có phương án C đọc là gì? Guide, đúng không? Guide. Thì chữ U và chữ Y ở đây sẽ đọc thành âm I. Tiếp theo phương án D cũng thế, đọc là kind, kind. Nhưng mà chữ Y của chúng ta đọc thành âm I. Đó, như vậy đáp án cuối cùng sẽ là gì? Phương án B, literature. Tiếp theo câu thứ 5. Từ này cũng rất nhiều bạn hay đọc là great, đúng không? Nhưng mà nhớ là không phải là great mà chúng ta đọc chữ A ở đây, đọc là âm A. Great, great, âm A, 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 great, ok? Đó, thì A, A ở đây là âm A. Âm A, chúng ta sẽ ký hiệu là như vậy. Tiếp theo cái này là gì? Teacher, teacher là âm Y dài. Đó, Y dài thì ký hiệu là có dấu hai chấm, chữ Y và có dấu hai chấm là âm Y dài. Khi chúng ta đọc âm Y dài, chúng ta nhớ phải căng miệng ra hai bên. Teacher, teacher. Tiếp theo phương án C đọc là gì? Street, street. Kéo miệng, kéo dài miệng căng ra hai bên. Như vậy cũng đọc là âm Y dài. Chúng ta có từ receive, receive cũng là âm Y dài. Đó. Rồi, như vậy là phương án A đọc là gì? Great, là âm A đúng không? Great. Phương án B đọc là teacher, phương án C là street và phương án D là receive. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là gì? Là A. Chúng ta tiếp tục câu 6 đến câu 10 là câu về phần trọng âm. Câu thứ 6 ở đây chúng ta để ý cho cô phương án A có từ answer. Từ này vừa là động từ vừa là danh từ. Đấy, như trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất, answer. Trọng âm thứ nhất này. Tiếp chúng ta có động từ hai âm tiết. Thường trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai, complain. Complain. Từ đó không đọc là complain, nhớ chưa? Đọc là cơm. Âm đầu tiên đọc là cơm, cơm. Đó, complain. Và chúng ta nhấn vào trọng. Chúng ta nhấn vào âm thứ hai. Đó, complain. Tiếp theo chúng ta có từ listen. Listen. Từ này thì chỉ là động từ thôi, nhưng mà trọng âm của nó thì lại rơi vào âm thứ nhất. Mặc dù nó là động từ, có hai âm tiết, nhưng trọng âm của nó lại rơi vào âm thứ nhất. Listen. Tiếp theo chúng ta có từ này vừa có thể là động từ, vừa có thể là danh từ nhé. Đó, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Chúng ta đọc là trouble. Đấy, như vậy câu này đáp án là gì? Complain. Câu thứ 7, động từ có hai âm tiết. Đó, trọng âm rơi vào âm thứ hai, enjoy. Nhưng mà từ suffer này, động từ có hai âm tiết nhưng lại rơi vào âm thứ nhất, suffer. Suffer có nghĩa là chịu đựng hoặc là bị mắc một cái bệnh nào đấy chẳng hạn. Tiếp chúng ta có từ study. Từ này vừa có thể là động từ, vừa có thể là danh từ. Đó, trọng âm rơi vào âm thứ nhất và differ cũng rơi vào âm thứ nhất. Đó, như vậy câu này đáp án của chúng ta là phương án A. Differ là động từ của tính từ different. Different có nghĩa là khác biệt đúng không? Thì động từ có nghĩa là làm cho khác biệt. Đó, differ. Tiếp theo câu thứ 8, từ có 3 âm tiết. Đấy, danh từ có 3 âm tiết nào. Thì thường là trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Chúng ta đọc từ này là holiday. Holiday. Trọng âm thứ nhất đúng không? Holiday. Holiday. Tiếp theo phương án B chúng ta đọc là importance, importance, trọng âm thứ hai. Rồi profession, từ này chúng ta thấy là có nguyên tắc là gì? Còn đuôi là S-E or no. Đấy thì trọng âm của nó, trọng âm chính của từ nó sẽ rơi vào âm tiết trước đấy là rơi vào phe. Đó, profession. Tiếp theo chúng ta có từ tomorrow, đúng không? Từ này rất là quen thuộc với cả chúng ta. Tomorrow là trọng âm thứ hai. Như vậy đáp án của chúng ta là gì? Là A, holiday. Rồi câu thứ 9, chúng ta có từ conversation, có nghĩa là cuộc trò chuyện, cuộc hội thoại. Conversation có nguyên tắc gì không? Có, ở đây chúng ta thấy là nó kết thúc bằng đuôi tion, đuôi T-E-O-N. Thì trọng âm chính của từ nó sẽ rơi vào âm tiết trước đấy là say. Đó, đọc là conversation. Tiếp theo chúng ta có từ entertainment. Entertainment, bản thân cái động từ entertain, trọng âm của nó rơi vào tên. Và khi chúng ta thêm ment vào đằng sau thì trọng âm của từ cũng không thay đổi. Entertainment là sự giải trí. Tiếp theo chúng ta có từ này appropriate, có nghĩa là sự phù hợp. Thế thì ở đây chúng ta có cái đuôi là đuôi ate đúng không? Thì trọng âm của từ sẽ rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên, 1 2 3, như vậy rơi vào cái pro này. Đó, như vậy từ này đọc là appropriate, appropriate,
appropriate, có nghĩa là sự phù hợp. Đấy, tóm lại, từ mà kết thúc bằng ate thì trọng âm chính của từ sẽ rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên. Tiếp theo chúng ta có đuôi tion ở đây đúng không? Thì trọng âm chính của từ sẽ rơi vào may, information, âm thứ ba. Như vậy đáp án của chúng ta là phương án C, trọng âm chính là rơi vào âm thứ hai. Đó. Câu thứ 10 chúng ta có từ apology. Apology, từ có 4 âm tiết và chúng ta có cái đuôi OG này thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước đấy. Apology, sự xin lỗi. Tiếp theo chúng ta có từ geography đúng không? Ở đây chúng ta có đuôi là đuôi graphy. Đó, đuôi graphy thì trọng âm chính của từ sẽ rơi vào cái âm tiết trước đấy là rơi vào cái O này. Đó, geography, geography. Tiếp theo chúng ta có từ experience đúng không? Experience, từ này trọng âm, từ này có 4 âm tiết là experience và trọng âm chính của từ sẽ rơi vào âm thứ hai. Đó, experience. Tiếp theo chúng ta có từ preparation đúng không? Đuôi tion cho nên trọng âm chính của từ sẽ rơi vào cái ray này. Chúng ta đọc là preparation, là sự chuẩn bị. Đó, thế còn experience là kinh nghiệm. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là rơi vào đây. Gì? Apology âm thứ hai này, geography âm thứ hai này, experience âm thứ hai. Thế còn cái này là preparation là âm thứ ba. Như vậy trọng âm, như vậy cái đáp án của chúng ta sẽ là phương án D. Câu thứ 11 đến 15 cũng là câu hỏi về phần trọng âm. Từ đầu tiên chúng ta có từ physics. Physics, đấy, danh từ có hai âm tiết thì thường trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Physics có nghĩa là môn vật lý đúng không? Physics. Tiếp theo chúng ta có từ history, âm thứ nhất. Biology cũng vừa phân tích rồi, đây là đuôi OG cho nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước đấy là O. Đọc lại biology, môn sinh vật học. Tiếp theo chúng ta có từ chemistry. Đó, chemistry, danh từ có ba âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất. Chemistry. Như vậy câu này đáp án là gì? Là C. Câu thứ hai chúng ta có tính từ important, quan trọng, trọng âm thứ hai, important. Tiếp chúng ta có profession, cũng là đuôi tion cho nên trọng âm rơi vào phát này. Profession có nghĩa là nghề nghiệp. Tiếp theo chúng ta có geography, cô cũng vừa phân tích xong đúng không? Graphy thì trọng âm rơi vào O này, như vậy geography. Thế còn cái này âm thứ nhất là literature, literature, âm thứ nhất. Đấy, như vậy câu này đáp án là gì đây? Sẽ là phương án D. Câu thứ 3, 13 chúng ta có từ entertain. Đó, entertain, động từ có 3 âm tiết. Và nó lại có cái tiền tố. Tiền tố ở đây là tiền tố enter. Enter là một cái tiền tố mà có 2 âm tiết. Đó, thì trọng âm nó sẽ rơi vào thành phần thứ 3 là tain, đó, entertain. Tiếp chúng ta có communicate. Communicate này chúng ta thấy là có đuôi gì? ATE cho nên trọng âm sẽ rơi vào thứ mấy từ dưới lên? Thứ 3 từ dưới lên, chúng ta đánh số này 1 này, 2 này, 3 này, như vậy rơi vào mu đúng không nào? Chúng ta đếm số âm tiết dựa vào cái nguyên âm, hiểu chưa? Nguyên âm dựa vào số lượng nguyên âm trong một từ. Đó, nhớ là đếm số âm tiết dựa vào số lượng nguyên âm của một từ. Với những cái từ mà có cái chữ E đứng ở cuối thì chúng ta không tính. Bởi vì E đứng ở cuối thì thường nó là âm câm, cho nên chúng ta không tính cái chữ E này thành nguyên âm của từ. Thì chúng ta sẽ tính là có chữ A này, có chữ I này, U này, O này. Thì từ này nó có mấy âm tiết? Communicate là có 4 âm tiết đúng không? Thế như vậy chúng ta nhớ là đếm âm tiết dựa vào số lượng nguyên âm trong một từ, trừ cái chữ E đứng ở cuối. Ok. Tiếp theo chúng ta có động từ có 2 âm tiết. Receive đúng không nào? Receive đó, âm 2 âm tiết. Complain cũng 2 âm tiết. Đấy, như vậy câu này đáp án là gì? Entertain. Tiếp câu 14, phương án A, danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thứ nhất. Children đó, children. Rồi là student cũng 2 âm tiết này. Professor đó, professor là trọng âm ở âm thứ hai. Thế còn cái này là teacher, âm thứ nhất. Đấy, như vậy câu này đáp án của chúng ta là C. Professor có nghĩa là giáo sư. Tiếp theo câu 15 chúng ta có từ opinion. Opinion trọng âm thứ 2. Opinion có nghĩa là quan điểm, ý kiến. Quan điểm, opinion. Chúng ta có động từ có 2 âm tiết. Relax trọng âm thứ 2. Semester có nghĩa là kỳ học đúng không? Học kỳ của chúng ta gọi là semester. Trọng âm thứ 2. Thế còn chúng ta có nervous trọng âm thứ nhất. Đấy, như vậy câu này đáp án sẽ là gì? Là vào nervous. Tiếp tục câu thứ 16 đến câu 20 cũng là các câu hỏi về phần trọng âm từ. Câu 16 chúng ta có danh từ ghép là headmaster, headmaster. Từ này có nghĩa là hiệu trưởng. Đó, thì danh từ ghép thì thông thường tức là ghép thành phần là head đi với cả master, headmaster. Thì đây là danh từ ghép cho nên là thông thường với danh từ ghép thì trọng âm chính của từ nó sẽ rơi vào thành phần đầu tiên, tức là rơi vào cái head, ok? Nó rơi vào head này, headmaster,
hiệu trưởng. Tiếp entertain, cô đã phân tích rồi, trong âm thứ 3. Chemistry, âm thứ nhất. Following, âm thứ nhất. Đó, như vậy câu này đáp án là B. Tiếp câu 17, chúng ta có profession, cô cũng đã phân tích rồi đúng không? Rồi chúng ta có commonly, từ này là commonly trong âm thứ nhất. Rồi everything, âm thứ nhất. Rồi là difficult, âm thứ nhất. Đấy, tính từ có 3 âm tiết hoặc là danh từ có 3 âm tiết thì thường là trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đấy, thường là như vậy, ok. Đó, như vậy câu này đáp án là gì? Profession. Câu 18, chúng ta có phương án A đọc là gì? Môn học, chúng ta đọc là subject. Subject, ok. Như vậy là danh từ có 2 âm tiết thì thường trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Rồi tính từ có 2 âm tiết thường trọng âm cũng rơi vào âm thứ nhất. Chúng ta có tính từ narrow có nghĩa là hẹp. Hẹp, đó, narrow. Tính từ có 2 âm tiết thì thường trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Rồi chúng ta có crowded, đúng không? Crowded cũng là tính từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Và chúng ta có động từ dislike. Đó, dislike. Đó, cái động từ này á, thì nó được cấu tạo là gì? Nó có cái từ like là thích đúng không? Và chúng ta thêm cái tiền tố dis vào đằng trước. Thì khi mà chúng ta thêm tiền tố này vào đằng trước thì trọng âm chính của cái từ này nó không thay đổi. Nó rơi vào cái like. Đấy, thì nhớ cho cô là thường thì trọng âm của từ, trọng âm chính của từ á, nó không rơi vào tiền tố. Ok, không rơi vào tiền tố. Trọng âm chính của từ không rơi vào tiền tố. Mà dis ở đây là tiền tố rồi. Cho nên trọng âm vẫn rơi vào gì? Like. Đấy, như vậy câu này đáp án là D. Câu 19, chúng ta có từ polite, tính từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm thứ 2. Chúng ta có danh từ party, danh từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Rồi chúng ta có dancing, danh từ hoặc danh động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Và chúng ta có center, cũng là âm thứ nhất. Đấy, như vậy câu 19 đáp án là A. Câu 20, narrow, đã phân tích ở phía trên rồi, trọng âm thứ nhất. Language, danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thứ nhất. Rồi traffic cũng là danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thứ nhất. Rồi là, nhưng mà cái từ này chúng ta được là correct. Correct. Từ này không nhiều người đọc đúng được cái từ này. Tính từ có 2 âm tiết. Thực ra cái từ này vừa có thể là tính, vừa có thể là động từ nhá. Nó cũng có thể là động từ nữa. Thì trong trường hợp này là tính từ, vừa là tính từ, vừa là động từ có 2 âm tiết, thì trọng âm của nó lại rơi vào âm thứ 2. Đấy, correct. Tính từ có nghĩa là đúng, thế còn động từ có nghĩa là sửa. Em làm sai cái gì em sửa nó, đúng không? Để gọi là correct. Đấy thì trọng âm chính của từ là rơi vào âm thứ 2. Sang phần sau chúng ta sẽ ôm về phần từ vựng và phần ngữ pháp. Cái câu số 21 này là một câu hỏi mà ở đây người ta cho chúng ta các tính từ, đúng không? Và nhiệm vụ của chúng ta là phải chọn cái tính từ phù hợp để điền vào chỗ trống này. Thì ở đây chúng ta thấy là đằng sau chỗ trống nó là giới từ with. Thì chúng ta sẽ phải xác định xem cái giới từ with này thì nó đi với cả cái tính từ gì trong bốn cái tính từ kia, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có thể căn cứ vào nghĩa của câu, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ căn cứ vào cái sự kết hợp từ. Đấy, thì ở đây chúng ta có crowded thì đi với cả with có nghĩa là đông đúc. Thế còn full đi với of có nghĩa là đầy cái gì đấy. Accustomed to có nghĩa là quen thuộc với. Thế còn fed up with có nghĩa là phát chán lên vì cái gì. Đấy thì trong bốn cái phương án này chúng ta có phương án A và phương án D. Crowded with và fed up with. Hai cái tính từ này đều đi với cả with đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta lại phải căn cứ vào nghĩa của câu. The new year is coming, so most of the clothing stores are cái gì đó with people. Năm mới thì đang đến cho nên phần lớn những cửa hàng quần áo thì đều làm sao? Đông đúc người mua, đúng không? Như vậy câu 21 này nó phải là đáp án A. Crowded with, tức là đông đúc cái gì đấy chứ không phải là fed up with. Fed up with có nghĩa là chán cái gì đấy, phát chán lên về cái gì đấy. Đó, ok. Câu số 22 cũng là một câu hỏi về mạo từ. Peter is one of cái gì đó best students that most of us admire. Peter là một trong những cái sinh viên giỏi nhất mà phần lớn chúng tôi đều rất ngưỡng mộ. Thì ở đây chúng ta thấy là có one of, đúng không? Có one of này, một trong những này đó. Thì và sau cái chỗ trống này là có từ best, thì best ở đây là dấu hiệu của so sánh nhất, đúng không nào? Là một trong những sinh viên mà phải là xuất sắc nhất. Đấy, nhưng mà đây là so sánh nhất rồi cho nên chúng ta sẽ dùng mạo từ là mạo từ though. One of the best students, một trong những sinh viên mà xuất sắc nhất. Như vậy câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. Chúng ta dùng mạo từ với so sánh gì đây? Với so sánh nhất, đúng không?
Tiếp theo câu 23, câu 23 là câu hỏi về từ vựng và chúng ta sẽ phải tìm xem cái từ nào trong những từ được liệt kê ở đây nó sẽ đi với cả cái cụm từ đằng sau chỗ trống là in heavy traffic. Thì heavy traffic có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường rất là đông đúc, rất là chật chội, thì cho nên chúng tôi đã bị tắc, đúng không? Chúng ta gọi là bị tắc đường đó. Cho nên là chúng tôi đã bị đi muộn khoảng 20 phút. Thì cái cụm từ tắc đường của chúng ta là cụm gì? We were stuck in traffic. Như vậy cái cụm từ đây là be stuck in traffic, có nghĩa là bị tắc đường. Ở đây là câu hỏi về sự kết hợp từ nhé. Đó, thế còn crowded chúng ta biết rồi, có nghĩa là đông đúc này. Thế còn got thì ở đây nó không kết hợp với cả cái từ in traffic, in heavy traffic. Capture thì bình thường hay dùng có nghĩa là bắt được cái gì đấy, hoặc là capture thường có thể dùng là capture a photo, có nghĩa là chụp ảnh. Đó, thì capture a photo bằng với cả take a photo, có nghĩa là chụp ảnh. Đó, thế còn trong trường hợp này thì nhớ là be stuck in heavy traffic, có nghĩa là bị tắc đường. Hoặc là chúng ta có thể nói là be stuck in traffic, là bị tắc đường. Ok. Như vậy câu này là câu hỏi về sự kết hợp từ. Và đáp án của chúng ta là D. Câu số 24 là câu hỏi về... cũng là câu hỏi về từ vựng và chúng ta sẽ phải tìm một cái động từ phù hợp để điền vào chỗ trống. The deaf and dumb use sign language to... cái gì đấy? Deaf có nghĩa là những người mà bị làm sao? Bị điếc, đúng không? Thế còn dumb là những người mà bị câm. Ý nói là những người bị điếc gọi là khiếm thính, gọi là khiếm thính. Thế còn dumb thì gọi là những cái người mà gọi là bị... bình thường thì deaf gọi là khiếm thính, đúng không? Thế còn dumb thì gọi là gì? Những người mà bị khiếm tiếng à? Đấy. Còn nói chung là người ta có thể nói là những người bị câm và những người bị điếc, đúng không? Thì thông thường là họ sử dụng những cái sign language. Sign language nó gọi là gì? Là những cái ngôn ngữ mà gọi là ra dấu hiệu, cử chỉ, đúng không? Để mà làm sao? Để mà làm sao nhỉ? Communicate, đúng không? Thì câu này đáp án của chúng ta là A. Communicate có nghĩa là để giao tiếp. Chúng ta giao tiếp bằng gì? Chúng ta giao tiếp bằng lời nói, giao tiếp bằng có rất nhiều các hình thức giao tiếp. Nếu chúng ta nói được thì chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ lời nói. Thế còn nếu mà chúng ta không nói được thì chúng ta lại phải sử dụng những ngôn ngữ mà gọi là ký hiệu, dấu hiệu, đúng không nào? Đấy thì sign language. Và ở đây chúng ta sẽ điền cho cô cái phương án là communicate, có nghĩa là giao tiếp. Thế còn calculate có nghĩa là tính toán, manage là quản lý, thế còn control là kiểm soát. Đấy thì trong bốn phương án này chỉ có phương án A là phương án mà đúng nhất thôi. Mà phương án đúng thôi chứ không phải là đúng nhất. Phương án đúng. Câu 25, câu hỏi về giới từ. Thì cái câu này người ta cho là it is very kind ... you to help me solve the problem. Thì câu này theo cái công thức này á thì chúng ta chỉ có thể chọn được một cái giới từ duy nhất thôi là of. Đó, cái công thức ở đây là it is cộng tính từ cộng of cộng somebody cộng to verb. Đấy, có nghĩa là bạn thật là tử tế vì đã giúp đỡ tôi giải quyết cái vấn đề đó. Đấy. Thì nó theo công thức chúng ta cứ nhìn thấy it is very kind, sau đó là you cộng với to cộng verb, thì đấy sẽ là vị trí của giới từ of. Đó. It is very kind of you, hoặc là it is very nice of you to help me. Đấy, cái cấu trúc này thường được dùng để khi mà chúng ta cảm thấy cảm kích với cả cái sự giúp đỡ của người khác thì chúng ta thường dùng cái thể loại cấu trúc như thế này. Câu 26, her good cái gì đó for the test resulted in the fact that she got a high mark. Ở đây câu hỏi này chúng ta nhìn bốn phương án thì chúng ta sẽ thấy đây là dạng câu hỏi về từ loại. Cụ thể là chúng ta sẽ phải tìm một cái từ loại phù hợp để điền vào chỗ trống. Thì her ở đây là tính từ sở hữu, đúng không? Và sau cái her là từ good. Đó, như vậy chúng ta có cái vị trí là tính từ sở hữu này. Sau đó là good ở đây là tính từ này, đúng không? Đó, thì sau đó phải là thành phần của danh từ, ok? Bắt buộc phải là thành phần của danh từ. Thì chúng ta có tính từ này sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ này. Đó. Thì ở đây chúng ta tìm xem đâu là danh từ. Prepare là động từ nguyên thể. Đây là động từ. Thế còn cái này gọi là phân từ 2 hay là động từ ở quá khứ, đúng không? Thế còn cái này là đuôi của danh từ. Chúng ta có đuôi should là đuôi của danh từ. Thế còn ly ở đây là đuôi của trạng từ rồi. Như vậy chắc chắn không được. Như vậy câu 26 chúng ta phải chọn một danh từ là gì? Là C. Her good preparation for the test. Tức là cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái bài kiểm tra này thì đã mang lại một cái kết quả rằng là cô ấy đạt được một điểm cao. Nói như vậy con đây là câu hỏi về từ loại thì chúng ta phải nắm rõ được cái vị trí của cái từ loại ở trong câu.
Câu số 27. Đó, câu số 27 nào. Ở đây là gì? I would rather. Có nghĩa là tôi thà là làm cái gì đấy. Tôi thà, ý nói là tôi thà là về nhà và ăn trưa còn hơn, đúng không? Đấy, câu này ý là như vậy, tôi thà là về nhà và ăn trưa còn hơn. Thì ở đây cái câu hỏi này thực chất là câu hỏi về mạo từ. Thì chúng ta nhớ cho câu là go home, đúng không? Chúng ta không bao giờ có mạo từ ở đây. Và khi chúng ta nói là have lunch, tức là have cộng với cả tên một cái bữa ăn trong ngày, thì chúng ta cũng không dùng mạo từ, ok? Đấy, thì trừ khi chúng ta nói là tôi có một bữa ăn sáng thịnh soạn, tức là nếu mà chúng ta có một cái tính từ ở đằng trước, nếu như chúng ta có một cái tính từ ở đằng trước cái từ lunch này, thì chúng ta có thể dùng mạo từ oh chẳng hạn, have a big lunch. Đấy, còn nếu như không có tính từ thì không được dùng mạo từ oh. Đó, ở đây không có tính từ, không có gì hết, mà chỉ có tên bữa ăn thôi, thì chúng ta không được phép dùng mạo từ. Như vậy câu này đáp án là D, no article, có nghĩa là không dùng mạo từ. Ok, thì cả hai phương án này của chúng ta đều không dùng mạo từ. Câu số 28, ở đây cũng là một câu hỏi về sự kết hợp từ. Đó, thì I đi với cái danh từ gì ở dưới? In communication is different in every culture. Ở đây ý nói là sự giao tiếp bằng ánh mắt ở trong giao tiếp thì khác biệt ở các nền văn hóa khác nhau. Có nghĩa là mỗi một cái nền văn hóa thì lại có một cái sự giao tiếp bằng ánh mắt khác nhau, đúng không nào? Thì cái từ I nó sẽ đi với cả phương án A là eye contact. Đấy, eye contact có nghĩa là sự giao tiếp bằng ánh mắt. Ok, thì đây là cái danh từ mà gọi là sự kết hợp giữa cái danh từ này và danh từ kia rồi. Cho nên không thể kết hợp với cả những cái danh từ khác được. Chúng ta có consideration, phương án B. Consideration có nghĩa là sự cân nhắc, sự xem xét. Thế còn look là sự nhìn, đúng không? Look thực ra là một cái động từ cũng rất nhiều, một danh từ cũng có thể có rất nhiều nghĩa. Thế còn glance là liếc, liếc nhìn. Đó, thì ở đây là cái sự kết hợp là eye contact, có nghĩa là sự giao tiếp bằng ánh mắt. Đó. Câu số 29. Everybody knows that it is not good, cái gì đó, a lot, but not many of us can give up this bad habit. Mọi người đều biết rằng là không tốt khi mà hút thuốc nhiều, đúng không? Nhưng mà không phải nhiều người trong số chúng ta, nhưng mà không nhiều người trong số chúng ta có thể từ bỏ được cái thói quen này. Đấy, thì cái câu này chúng ta sẽ điền cái gì vào đây? Thì ở đây chúng ta để ý cho cô là đằng trước cái chỗ trống nó có it is, đúng không? Rồi là not good, it is cộng tính từ này. Đó, thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Đấy, it is not good to smoke. Như vậy câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. Cứ theo cái công thức như này, it is cộng tính từ thì đằng sau đó sẽ là to verb. Câu số 30. It is no use, cái gì đó, impatient when you are at a doctor's. Tức là vô ích thôi, đúng không? Nếu như bạn trở nên làm sao mất kiên nhẫn khi mà bạn ở cái văn phòng khám của bác sĩ. Thì cái câu này á, có cấu trúc của chúng ta là gì? It is cộng no use, là vô ích thôi. Khi mà làm gì đấy thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một verb in. Đấy, cái này là thành ngữ ở trong tiếng Anh rồi. It is no use, đằng sau đó sẽ cộng với verb in. Thì cái cụm từ này có nghĩa là vô ích khi làm gì, đúng không? Thì câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. It is no use getting impatient. Get impatient có nghĩa là trở nên mất kiên nhẫn, ok? Câu số 31, I would just about, cái gì đó, the office when the phone rang. Câu này có nghĩa là tôi định là rời văn phòng thì điện thoại nó lại kêu. Thì cái cấu trúc là định làm cái gì đấy, tức là vừa định làm cái gì đấy thì một cái điều khác nó xảy ra, đúng không? Thì cái cấu trúc của chúng ta là gì? Be about cộng to verb, ok? Be about cộng to verb hoặc là be just about cộng to verb, có nghĩa là vừa mới định làm cái điều gì đó. Đó, thì câu này đáp án của chúng ta là phương án B. I was just about to leave the office when the phone rang. Tiếp nào, câu 32, I don't mind cái gì đó, but it is better cái gì đó, too early than to be late. Tôi không phiền phải như thế nào đấy. Ở đây chúng ta thấy phương án thứ nhất có từ wait, có nghĩa là tôi không phiền phải đợi, đúng không? Tôi không phiền phải đợi đâu. Nhưng mà tốt hơn hết là gì? Là đi thà là đi sớm còn hơn là đến muộn. Thế thì câu này, ở cái vế thứ nhất chúng ta có cái động từ là động từ mind. Thì sau mind chúng ta sẽ cộng với cả một verb in, có nghĩa là phiền làm cái gì đấy. Thế còn do not mind là không phiền, thế nên là không phiền phải đợi, đúng không? Và sau đó cái vế đằng sau này, it is cộng better. Better ở đây thực ra vẫn là tính từ, nhưng ở dạng so sánh hơn. Thì như cô đã nói là cứ nhìn thấy it is cộng tính từ, đúng không? Cho dù là tính từ ở so sánh hơn, thì đằng sau đó chúng ta cũng cộng với cả một to verb. Như vậy câu này đáp án là gì? Là D.
Đó. I don't mind, I do not mind waiting, but it is better to be too early than too late. Okay? Tiếp theo, câu số 33 ở đây chúng ta có động từ failed. Failed ở đây có nghĩa là không, thất bại trong cái việc làm gì. Thì sau cái fail này chúng ta sẽ cộng với cả một to verb nhá. Theo đây là theo cấu trúc rồi. Theo cấu trúc rồi cho nên là nó không thể cộng với cả cái khác được. Thì fail to do something có nghĩa là thất bại trong việc làm gì. Câu này là gì? Anh ta đã thất bại trong việc là thuyết phục sếp của mình chấp nhận cái dự án của anh ta. Đấy, thất bại trong việc làm gì? Fail to do something. Hay cụ thể đây là fail to persuade, có nghĩa là thất bại trong việc thuyết phục ai đó. Ok. Đấy, thì câu này đáp án là B. Câu số 34, he is fond of cái gì đó novels, but he often does not have enough money, cái gì đó the books he likes. Ở đây chúng ta thấy là đằng trước chỗ trống là có cái cấu trúc là be fond of, hay cụ thể hơn là đằng trước chỗ trống là giới từ of. Đó, thì chúng ta nhớ cho cô một nguyên tắc là gì? Đằng sau giới từ mà là động từ thì động từ phải ở dạng verb ing. Ok, thì đây là giới từ này, cho nên đằng sau giới từ thì động từ phải ở dạng verb ing. Đấy, cho nên chúng ta chọn cho cô là gì? Loại hai cái phương án là A và C, đúng không? Thì còn lại là B và D. Đó, thì bây giờ xem cái vế đằng sau này. Đó, he does not have enough money. Ở đây cụ thể là gì? Have enough money. Đó, ở đây là gì? Have này, cộng với cả enough này, đúng không? Cộng với cả một danh từ này. Thì đằng sau đó này chúng ta sẽ cộng với cả một to verb này. Tức là có đủ cái gì đấy để làm gì. Thì cái to verb ở đây á, tức là to cộng verb nguyên thể để chỉ mục đích, nhớ chưa? Chúng ta sử dụng to cộng verb nguyên thể để chỉ mục đích, tức là có đủ tiền để làm gì. Cụ thể ở đây là để mua những cái quyển sách mà anh ấy thích. Như vậy ở đây theo công thức hết rồi nhá. Sau giới từ thì động từ phải ở dạng verb ing. Còn đây là gì? Là chỉ mục đích, đúng không? Cho nên chúng ta sử dụng cộng to cộng verb. Như vậy đáp án của chúng ta là D. Is fond of reading và have enough money to buy the books he likes. Tiếp tục câu số 35. I'm sorry to keep you. Cái gì đấy? Tôi rất là xin lỗi vì đã để bạn đợi. Đấy, câu này có nghĩa tôi rất xin lỗi vì để bạn đợi. Thì cái công thức của chúng ta là sau keep somebody chúng ta sẽ cộng với cả một verb ing. Đó. Keep somebody cộng verb ing có nghĩa là khiến cho ai đó trong một cái trạng thái gì đấy. Đó. Thì ở đây là khiến cho ai đó phải đợi, đúng không? Đợi là một cái trạng thái. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? C. Đó. Keep you waiting. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cho anh phải đợi. Chứ ở đây mình không giữ cái từ keep là giữ, đúng không? Mặc dù cái từ keep bình thường nó có nghĩa là giữ. Đấy, nhưng mà trong trường hợp này mình là tôi xin lỗi vì đã khiến cho anh phải chờ lâu. Đấy. Tiếp nào, câu số 36. We are looking forward to cái gì đó you soon. Thì ở đây chúng ta có cái công thức là gì? Look forward to thì đằng sau đó sẽ cộng với cả một verb ing. Ok. Đó thì chúng ta loại phương án A và phương án B. Thì còn lại phương án C và D thì hai cái phương án này nó khác nhau ở cái giới từ là from. Thế thì ở đây hear thì phải là hear from somebody. Có nghĩa là gì? We are looking forward to hearing from you soon. Có nghĩa là chúng tôi rất mong chờ được nghe tin tức từ bạn. Đấy, nghe tin từ bạn thì phải có giới từ from. Cho nên câu này đáp án của chúng ta phải là phương án D. Chú ý là đằng sau cái to này phải luôn luôn là verb ing nhá, hoặc là một danh từ. Câu số 37, they planned, tức là họ lên kế hoạch làm gì đó. Thì ở đây là sau cái planned này á, chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Thì chúng ta loại phương án gì đi? Loại ba phương án ở cuối này. Và đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là phương án A, đúng không nào? They planned to go dancing in the evening, tức là họ đã lên kế hoạch là sẽ đi khiêu vũ vào buổi tối. Thì sau plan là chúng ta cộng với cả một to verb. Lên kế hoạch làm gì? Tiếp theo câu số 38. Ở đây chúng ta có cái động từ là động trước chỗ trống có động từ manage. Manage có nghĩa là xoay sở. Một cái nghĩa của nó là quản lý, đúng không? Nhưng một cái nghĩa khác của nó là xoay sở để làm được điều gì. Thì sau cái này á, chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Cái này là theo công thức rồi nhá. Manage to do something có nghĩa là xoay sở để làm được điều gì. Thì câu này chúng ta sẽ chọn cho cô phương án A là to stop just in time.
Câu này là gì? A cat suddenly ran across the street. Tự nhiên có một con mèo nó chạy ra phố, đúng không? Nó chạy gọi là run across, có nghĩa là gì? Chạy 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 sang đường á. Thì thật là may là anh ấy đã xoay sở để mà dừng kịp thời, đúng không? Vậy thì managed to stop just in time. Tiếp theo câu số 39, whenever the two ladies meet, they stop. Câu này là gì? Bất cứ khi nào hai cái người phụ nữ đó gặp nhau á thì họ đều dừng lại để nói chuyện với nhau. Đấy thì câu này á, bình thường là stop nó có hai cái cách sử dụng. Một là sau stop cộng to verb và hai là stop cộng với cả verb ing. Đó thì stop cộng to verb có nghĩa là dừng lại để làm gì? Là dừng một cái việc nào đó lại để làm một việc khác, đúng không? Gọi là dừng lại để làm gì? Tức là ở đây hai cái người này họ đang đi đâu đấy, tự nhiên họ gặp nhau, đúng không? Thì họ dừng cái thì họ gặp nhau thì họ sẽ dừng lại đấy để mà họ ngồi lại để họ nói chuyện với nhau, thì gọi là dừng lại để làm gì? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là stop cộng to verb. Thế còn nếu mà stop cộng verb ing có nghĩa là dừng. Dừng việc đang làm lại. Đấy, gọi là dừng việc đang làm lại. Ví dụ như là khi mà học sinh đang nói chuyện, cô giáo bước vào lớp thì học sinh sẽ phải dừng nói chuyện. Đó, thì cái stop cộng verb ing là dừng cái việc đang làm lại, đúng chưa? Cô giáo, học sinh đang nói chuyện, cô giáo bước vào lớp, tất nhiên là học sinh phải dừng lại, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là stop cộng to verb, tức là gì? Stop to talk, là dừng lại để mà nói chuyện với nhau. Câu số 40, John hoped to finish cái gì đó, two of his essays before the deadline. John hy vọng là sẽ hoàn thành được hai cái bài essay của anh ấy, essay hai bài luận trước cái thời hạn, đúng không? Thì trong cái trường hợp này chúng ta nhớ là sau finish chúng ta sẽ cộng với cả một verb ing. Đó, theo công thức là như vậy, sau finish cộng với cả một verb ing. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là phương án D. Đấy, John hoped to finish writing two of his essays before the deadline. Tiếp theo câu số 41. One of the least effective ways of storing information is learning cái gì đấy. Một trong những cái cách mà ít hiệu quả nhất của việc lưu trữ thông tin, ở đây ý nói là một cái cách ít hiệu quả nhất để mà ghi nhớ thông tin á, là học theo kiểu là học gọi là nhắc lại, đúng không? Học theo kiểu nhắc lại thì đấy là cách ít hiệu quả nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đằng trước chỗ trống là động từ learn, thì thông thường learn nó sẽ đi với cả learn cộng to verb. Đó, tức là học làm gì. Đấy thì câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C, learning to repeat it, đúng không? Tức là học gọi là học kiểu theo kiểu nhắc lại cái thông tin đó. Đấy thì đấy là cách học mà ít hiệu quả nhất. Riêng với những cái dạng bài mà dùng verb ing hay là dùng to verb á, thì nó đều theo công thức rồi, cho nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải học thuộc công thức thì chúng ta mới làm được đúng. Ví dụ như chúng ta phải biết là sau plan là cộng to verb, sau finish là cộng với verb ing, rồi sau cái động từ learn là cộng với cả to verb. Đó, nó đều theo công thức hết rồi. Thì chúng ta chỉ có phải học thuộc công thức là chúng ta sẽ áp dụng được luôn thôi. Câu 42, most of the participants can't help it, cái gì đó, why the president spoke so angrily. Là phần đa những cái người tham dự thì họ đều không thể không tự hỏi là tại sao cái người chủ tịch lại nói một cách giận dữ như vậy, đúng không? Thì ở đây chúng ta có cái cụm từ là can't help, thì đằng sau đó sẽ cộng với cả một verb ing. Thì cái cụm từ này có nghĩa là không thể không làm cái điều gì đấy, tức là người ta muốn kìm lại nhưng mà người ta không thể kìm được, không thể không, được chưa? Cái ý nói là cái phần lớn những cái người tham dự họ không thể không tự hỏi. Đó, họ không thể không tự hỏi là tại sao cái người president họ lại nói một cái cách giận dữ như vậy. Thì câu này đáp án của chúng ta là gì? Phương án B. Đó, can't help wondering why. Wonder why có nghĩa là tự hỏi là vì sao, đúng không? Ý nói là không thể dừng được cái việc đó lại, đúng không?
Tiếp câu số 43. I was very angry. Tôi rất là tức giận. My friend John refused cái gì đó me a lift as he had promised. Ở đây chúng ta để ý là đằng trước chỗ trống là động từ refused. Thì sau cái động từ refused này chúng ta sẽ cộng với cả bộ tu verb. Như vậy câu này đáp án là B. Đấy, my friend John refused to give me a lift. Chúng ta có một cái cụm từ trong tiếng Anh là gì? Give me a lift. Có nghĩa là cho tôi đi nhờ. Cho tôi đi nhờ xe. Đó, thì tôi rất là tức giận bởi vì là cái người bạn của tôi tên là John. Thì cái anh này đã từ chối cho tôi đi nhờ xe. Mặc dù trước đấy là anh ấy đã hứa là sẽ cho tôi đi nhờ xe. Đó. Câu số 44. Would you please remind her, cái gì đó, me tomorrow morning. Bạn có phiền là, bạn có thể là nhắc cô ấy là gọi điện cho tôi vào sáng ngày mai được không? Thì ở đây là remind somebody, tức là nhắc nhở ai làm gì. Thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một to verb, nhớ chưa? Nhắc nhở ai làm gì, là nhắc cô ấy là gọi điện cho tôi. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là phương án B, to call. Đều theo công thức, theo cấu trúc hết rồi. Tiếp nào câu 45. John volunteered the food supply to the victims in the flood area. Thì ở đây chúng ta có cái từ đằng trước chấm là từ volunteer. Volunteer có nghĩa là tình nguyện làm gì đó. Thì đằng sau đó chúng ta cũng cộng với cả một to verb. Như vậy câu này đáp án là B. Đó, như vậy là John volunteered to take the food supply to the victims in the flood area. Có nghĩa là anh này tình nguyện là mang cái nguồn gọi là cứu trợ thực phẩm cho những cái nạn nhân của cái vùng lũ lụt. Đó. Câu số 46, Linda can't stand, cái gì đó, in a room with all of the windows closed. Linda thì không thể nào chịu đựng được cái việc là ngủ ở trong một căn phòng mà tất cả các cửa sổ đều đóng. Thì ở đây là gì đây? Câu này là can't stand, không thể chịu đựng được điều gì, đúng không? Thì sau cái can't stand này chúng ta cũng cộng với cả một verb ing. Đó, không thể chịu đựng được là sleeping in a room with all of the windows closed. Đấy, những cái dạng câu như là ý thi chúng ta cũng rất là hay gặp. Câu số 47. It is raining hard this week, but Tom expects cái gì đó with his friends this weekend. Trời đang mưa rất là, như là trong cái tuần này trời đang mưa rất là nặng hạt, đúng không? Trời đang mưa rất là kinh khủng. Nhưng mà Tom thì vẫn mong là sẽ đi câu cá với cả những người bạn của cậu ấy vào cuối tuần. Thì ở đây chúng ta thấy là ở trước chỗ trông nó có động từ là động từ expect. Đó, trông mong hy vọng làm gì. Thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Đó, như vậy là chúng ta loại được cái phương án C đi, đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta thấy là có to verb và sau đó chúng ta lại có động từ go. Thì sau cái go này nó sẽ cộng với cả một verb ing, tức là cộng với cả một cái hoạt động nào đấy. Cụ thể ở đây là đi câu cá thì chúng ta sẽ nói là go fishing, đúng không nào? Như vậy là cộng hai cái này vào thì chúng ta sẽ có là expect to go fishing. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án B, expect to go fishing, tức là hy vọng là hoặc là mong chờ cái việc là đi câu cá với cả những người bạn của cậu ấy. Tiếp theo câu số 48, Susan is in the kitchen looking for something, cái gì đấy. Susan thì đang ở trong bếp và cô ấy đang tìm kiếm cái gì đấy để ăn. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Đằng trước chỗ trống là cái này gọi là đại từ bất định, đúng không? Đại từ bất định là something, đấy. Something hoặc là someone, tức là những cái đại từ bất định như thế này. Something, someone hoặc là anyone, anybody, vân vân. Đấy. Thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một to verb, được chưa? Như vậy looking for something to eat, đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. Đấy, cứ sau đại từ bất định thì sẽ là cộng với cả một to verb. Câu số 49, the examination will test your ability, cái gì đó, written English. Ở đây chúng ta thấy là có một cái có một cái gọi là đằng trước chỗ trống là danh từ, đúng không? Thì sau một số những cái danh từ nhất định á, chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Đấy, cụ thể hơn ở đây là khả năng làm gì đó. Thì sau ability chúng ta sẽ cộng với cả một to verb. Đấy, như vậy câu này đáp án là A. The examination will test your ability
to understand written English. Tức là cái bài thi này thì sẽ kiểm tra cái khả năng hiểu cái gọi là tiếng Anh mà gọi là tiếng Anh viết của bạn. Câu cuối cùng của chúng ta này, I'm considering cái gì đó, your invitation. Thì ở đây chúng ta có động từ consider, có nghĩa là cân nhắc, xem xét điều gì đó. Thì sau cái động từ consider này, chúng ta sẽ cộng với cả một verb ing. Đấy, như vậy câu này là I'm considering accepting your invitation. Đáp án của chúng ta sẽ là phương án A, hiểu chưa? Consider cộng với cả verb ing có nghĩa là cân nhắc hoặc là xem xét làm gì.